Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay mùng 2 Tết Nhâm Dần có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân trên cả nước tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 xuyên Tết. Niềm vui đón Tết cổ truyền ngay tại quê hương của những người con xa xứ. Ba cảng biển của Việt Nam thuộc top 50 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Thưa quý vị, từ hôm qua 1 tháng 2, chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đã được triển khai trên toàn quốc. Mục tiêu là đến ngày 31 tháng 3, trên 90% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường. Dù đang trong dịp Tết Nguyên đán, việc tiêm chủng phòng bệnh vẫn được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, bảo vệ thành quả tiêm chủng của cả nước. Mùng 1 Tết, cụ Tiếp 100 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhờ con cháu đưa đi tiêm chủng. Ra xã hội thì các bác cũng quan tâm, như hôm nay rất là vui. Ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, tại điểm tiêm bệnh viện Lê Văn Thịnh, anh Alexander Lamer, quốc tịch Pháp, cũng tranh thủ ngày nghỉ Tết để đi tiêm chủng. Các thủ tục khám sàng lọc được các bác sĩ hỗ trợ nhanh chóng. Tôi ở Việt Nam được 4 năm, tiêm đủ liều vaccine khiến tôi an tâm sau kỳ nghỉ Tết, tôi có thể đi làm. Tôi cảm thấy may mắn khi chính phủ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện để người dân được tiêm chủng. Ngành y tế đảm bảo không để các địa phương thiếu vaccine trong dịp Tết. Đến nay, cả nước đã tiêm hơn 180 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó trên 99,9% người trong độ tuổi đã tiêm mũi 1, khoảng 96% tiêm mũi 2 và 33% đã tiêm mũi tăng cường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Thủ tướng Chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Theo đó, sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách nước ngoài đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày 31 tháng 3 tới đây. Đây là thời điểm thích hợp vì dự kiến đến tháng 3, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi tăng cường. Các bộ ngành liên quan sẽ điều chỉnh các quy định phòng dịch. Các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách. Sáng hôm qua mùng 1 Tết Nhâm Dần, chuyến bay xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đã đưa hàng trăm hành khách, trong đó có nhiều người nước ngoài đến sông đất thành phố Đà Nẵng, mở ra một năm mới với nhiều hy vọng mới. Những vị khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới âm lịch đã nhận được những phần quà bất ngờ, đặc biệt là 5 cặp vé khứ hồi của ngành du lịch thành phố dành cho các vị khách may mắn. Nhưng mà em được trúng thì em thấy rất là vui. Mình ở Việt Nam cũng hơn 4 năm rồi. Mà dịp Tết này thì có thời gian để đi du lịch nên mình chọn Đà Nẵng. Bởi vì Đà Nẵng thì là một thành phố rất là lớn và có biển rất là đẹp. Hoàn toàn yên tâm về phòng tránh dịch ở địa điểm này nên là mình đã chọn cả gia đình để mình đến đây. Việc đón những vị khách đầu tiên sông đất đã trở thành truyền thống của ngành du lịch nhiều tỉnh thành. Thể hiện cái sự hiếu khách của điểm đến cũng như của người dân thành phố Đà Nẵng dành cho du khách trong nước và quốc tế đã lựa chọn thành phố Đà Nẵng là điểm tham quan du lịch đầu tiên của năm 2022. Du lịch đầu xuân góp phần tạo nên sức sống mới cho du lịch, vực dậy ngành công nghiệp này sau những thăng trầm do COVID-19. Tết cổ truyền luôn là một nét văn hóa truyền thống thiêng liêng, gắn bó trong tâm thức của người Việt. Dịp này, nhiều bà con Việt Kiều đã trở về quê hương để cùng tận hưởng hương vị Tết ấm áp bên những người thân yêu. Năm nay, Daniel Nguyễn Hoàng Tiến, chàng trai trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, lại trở về Việt Nam. Anh là người gắn bó với bà con nông dân cả nước để đưa nông sản Việt ra thế giới. Tôi cũng khá là may năm nay khi mà về quê hương để đón Tết thì cũng có cơ hội để lên miền núi để đón Tết cùng với bà con. Về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán, bà Kim My Hương có nhiều điều kiện để động viên người lao động trong doanh nghiệp của mình yên tâm sản xuất. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ là những cánh tay nối dài để kết nối các doanh nghiệp hai bên xúc tiến đầu tư thương mại. Nhà nước luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào về quê đón Tết Nhâm Dần. Hiện nay chúng tôi cũng đang đàm phán để sớm mở các đường bay thương mại thường lệ trước hết ở 8 địa bàn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Dù ở đâu, một cái Tết sum vầy, đoàn viên tại chính quê hương có lẽ là niềm vui trọn vẹn nhất của người Việt. Hướng về cội nguồn, góp sức cho sự phát triển của đất nước là điều mà người Việt khắp Nam Châu đang nỗ lực thực hiện. Với những người Việt chưa có điều kiện về quê đón Tết, họ cũng luôn hướng về cội nguồn bằng nhiều cách khác nhau.
Tại Mỹ, lớp học nấu ăn của chị Anna Lê những ngày này trở nên rất nhộn nhịp với những món như là bánh chưng, nem rán hay là bánh hỏi như một cách chào đón Tết cổ truyền của dân tộc. Sinh ra ở Huế, chị Anna Lê mang tình yêu lớn với những món ăn dân dã của người Việt và chị đã thành lập căn bếp chuyên về ẩm thực Việt tại Mỹ. Đối với tôi, các món ăn không chỉ phải ngon miệng mà phải bổ dưỡng hương vị đặc biệt và cách trình bày phải tươi mát, nhẹ nhàng và tinh tế. Tại đây, học viên được dạy cách nấu phở bò, phở gà, bún bò Huế, bún riêu hay các món chay và tìm hiểu về kiến thức văn hóa ẩm thực Việt Nam. Các món ăn Việt Nam rất ngon và rất tốt cho sức khỏe. Tôi muốn giới thiệu cho bạn bè Mỹ của mình về văn hóa và ẩm thực của Việt Nam bởi vì tôi cảm thấy đó là một phần của tôi. Chị Anna năm nay lại gói bánh chưng, chuẩn bị cành đào đỏ, mâm ngũ quả và rất nhiều câu đối đỏ để đón Tết. Những nét đẹp văn hóa và ẩm thực của Việt Nam thông qua những người như chị ngày càng được quảng bá tới bạn bè quốc tế. Vào trưa ngày mùng 1 Tết, tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành tỉnh Lào Cai, các lực lượng liên ngành tại đây đã làm thủ tục thông quan xuất khẩu 100 tấn thanh long trị giá 1,4 tỷ đồng. Theo đó, 4 đơn vị gồm Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Lương Thành, Công ty Nam Phong, Công ty xuất nhập khẩu Tùng Linh và Công ty xuất nhập khẩu Tiến Thành đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu 100 tấn thanh long sang Hà khẩu Trung Quốc. Đây là chuyến hàng song đất năm mới cửa khẩu này, hy vọng năm tới đạt nhiều kết quả. Theo bản đánh giá toàn cầu năm 2021, Việt Nam có 3 cảng nằm trong top 50 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới, đó là cảng Cái Lân, Quảng Ninh, cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đánh giá này không chỉ giúp đưa hệ thống cảng biển Việt Nam trở thành mắt xích chuỗi vận tải logistics toàn cầu, mà còn đưa nước ta vào bản đồ hàng hải quốc tế. Ghi nhận tại Tân Vũ, một trong những cảng hiện đại chủ lực của cảng Hải Phòng, hệ thống cầu giàn QC có khả năng bốc xếp hàng hóa linh hoạt, có tầm với cao và xa đối với các tàu container tải trọng lớn. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin nên hàng hóa qua cảng không bị tồn động, tạo thuận lợi cho khách hàng. Rất là tự hào cái là Tân Vũ hiện nay đứng trong cái khối cảng Hải Phòng là một trong những cảng lớn nhất. Và cái năng lực của cảng Tân Vũ hiện nay cũng đang xếp ở khu vực Hải Phòng đang là đứng đầu. Tổng sản lượng hàng container thông qua cảng Tân Vũ bình quân đạt trên 930.000 TEU một năm. Riêng trong năm 2021, đạt con số kỷ lục trên 1 triệu TEU. Việc ba cảng biển lọt top 50 cảng biển hiệu quả nhất đã góp phần nâng cao vị thế cảng biển của Việt Nam. Tiếp theo, nhiều vụ vận chuyển ma túy buôn lậu được phát hiện ngăn chặn kịp thời nơi biên giới. Bắt đối tượng gây ra vụ cháy 5 căn nhà và 11 chiếc tàu cá ở Kiên Giang. Tết đến xuân về, những người lính nơi biên cương vẫn túc trực bám trụ biên giới. Tại Tây Ninh, nơi có đường biên giới trải dài trên 240 km tiếp giáp Campuchia với hàng trăm chốt chặn đồn biên phòng, lực lượng làm nhiệm vụ đã ngăn chặn được nhiều vụ vi phạm, qua đó giữ bình yên cho Tổ quốc. Lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu những ngày trước Tết Nguyên đán đã bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy, buôn lậu, thu giữ trên 1,2 tấn pháo nổ, pháo hoa các loại, trên 33.000 bao thuốc lá ngoại và nhiều mặt hàng khác. Hôm nay thì vui sưng đón Tết trên tuyến biên giới, phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Song song theo đó thì cũng trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Cấp trên có quán triệt để cho anh em chiến sĩ gác ở trên tuyến biên giới an tâm tư tưởng. Chúng tôi tiếp tục duy trì cái lực lượng coi như phòng chống dịch cũng như lực lượng coi như chống các loại tội phạm trên biên giới để thực hiện các nhiệm vụ kép mà Thủ tướng đã ban hành. Trong tiết trời se lạnh của miền biên giới, gác lại những niềm riêng, người lính biên phòng nơi đây vẫn hàng ngày túc trực tuần tra biên giới, mang lại yên vui cho người dân. Xuất phát từ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo chỉ đạo của chính phủ, từ ngày 1 tháng 2 xe qua trạm BOT đường bộ đã được giảm giá. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thay đổi mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ có thể sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí, đặc biệt tại các làn thu phí một dừng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức giao thông tại các trạm thu phí, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn, thông suốt. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các nhà đầu tư BOT nghiêm túc thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ. Các đơn vị có phương án đảm bảo giao thông tại các trạm thu phí như phân luồng bán vé từ xa, chuẩn bị đầy đủ tiền mặt với nhiều mệnh giá nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt, an toàn. Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã tóm gọn đối tượng Phạm Văn Sang, 32 tuổi, ngụ tại An Biên. Sang là thủ phạm gây ra vụ cháy nhà và 10 chiếc tàu cá vài ngày trước. Một đối tượng khác có liên quan là Huỳnh Kim Gia Luật, 19 tuổi, cũng bị công an bắt giữ. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 1, Sang đến nhà của bà Phạm Thị Huế Chi là chủ tàu cá mà Sang đi làm thuê để xin tạm ứng tiền đi biển mua sắm Tết và lấy lại chiếc xe máy mà Sang đã nhờ bà Chi chuộc lại từ tiệm cầm đồ. Tuy nhiên, bà Chi từ chối vì Sang còn nợ tiền bà Chi khá nhiều. Tức giận, Sang nhờ Luật đi mua một can xăng và bật lửa. Sau đó, Sang tưới xăng vào kho của bà Chi rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang những căn nhà bên cạnh rồi cháy lan xuống nhiều tàu cá đang neo đậu. Đám cháy đã làm thiệt hại 5 căn nhà và 11 tàu cá, trong đó bà Chi bị thiệt hại 1 căn nhà và 7 tàu cá. Tổng thiệt hại vật chất lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn lên Đồng Nai và bị công an bắt giữ. Một vụ nổ có thể do bình ga tủ lạnh đã khiến cho hai người trong một gia đình tử vong thương tâm. Vụ việc xảy ra ở xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vào hôm qua. Khoảng 6 giờ sáng qua, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của gia đình. Người con trai đang ở tại kiosk cách đó vài trăm mét, vội chạy về, song không thể cứu cha mẹ đang mắc kẹt trong ngôi nhà đang bốc cháy. Khi người dân hỗ trợ dập được lửa, thì vợ chồng ông Lê Văn Thái, 50 tuổi, cùng vợ là Lê Thị Nhung đã tử vong. Con trai nạn nhân cũng bị phỏng trong quá trình chữa cháy. Trưa hôm qua, Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại một vườn xoài thuộc ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thời. Tại hiện trường và khám xét trong người các đối tượng, Công an thu giữ số tiền 91 triệu 450 ngàn đồng, 9 con gà trống, 10 điện thoại di động và 14 xe mô tô. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Thông tin quốc tế. Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron có khả năng lây lan cao hơn, hiện là chủng chiếm ưu thế ở Đan Mạch. Nhiều hoạt động mừng Tết Nhâm Dần tiếp tục diễn ra trên thế giới. Dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron có khả năng gây lây lan cao hơn, kể cả đối với người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 so với dòng gốc BA.1. Đây là thông tin từ một nghiên cứu tại Đan Mạch, đất nước đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của dòng biến thể phụ này. Theo đó, những người đã nhiễm BA.2 có khả năng lây cho người khác cao hơn khoảng 33% so với những người nhiễm BA.1. Nếu trong gia đình có người nhiễm BA.2, khả năng những người khác trong nhà bị nhiễm bệnh trong vòng 7 ngày là 39%, cao hơn 10% so với BA.1. Dòng biến thể phụ mới này cũng có những đặc điểm tránh miễn dịch, làm giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine. Tuy nhiên, nghiên cứu nhấn mạnh, vaccine vẫn đóng vai trò quan trọng vì những người đã tiêm đủ và tiêm liều tăng cường, khả năng mắc bệnh và lây cho người khác thấp hơn so với những người chưa tiêm. Ngoài ra, đánh giá sơ bộ cho thấy không có khác biệt về nguy cơ nhập viện giữa BA.2 và BA.1. BA.2 hiện chỉ chiếm chưa đến 2% số ca nhiễm Omicron trên thế giới, nhưng đã nhanh chóng trở thành chủng chiếm ưu thế ở Đan Mạch, vượt qua BA.1 trong tuần thứ 2 của tháng 1 và hiện chiếm khoảng 82% số ca nhiễm tại nước này. Mỹ, Anh, Thụy Điển và Na Uy cũng đã ghi nhận những trường hợp nhiễm BA.2. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã yêu cầu hãng dược Pfizer nộp hồ sơ xét duyệt vaccine COVID-19 với liều tiêm 2 mũi dành cho nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Các dữ kiện ban đầu cho thấy là vaccine Pfizer dành cho trẻ em với liều bằng 1/10 so với người lớn là an toàn và tạo được đáp ứng miễn dịch. Theo kế hoạch, vaccine 2 mũi của Pfizer dành cho nhóm tuổi này có thể được thông qua vào cuối tháng 2, trong lúc chờ dữ liệu từ liều tiêm 3 mũi vào tháng 3. Năm ngoái, Pfizer thông báo liều tiêm 2 mũi với nhóm trẻ từ 2 đến 5 tuổi có tác dụng thấp hơn trước biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, nên FDA đã đề xuất thêm mũi thứ 3 để tăng cường miễn dịch. Khi có dữ liệu của mũi tiêm thứ 3, FDA sẽ xét duyệt bổ sung. Nếu vaccine của Pfizer được thông qua, đây sẽ là tin vui cho những gia đình có con nhỏ khi trẻ em ở tất cả các nhóm tuổi trên 6 tháng đều có thể tiêm vaccine.
tăng tốc phê duyệt vaccine COVID-19 là ưu tiên của chính quyền Mỹ khi họ coi đây là điều kiện quan trọng để mở cửa lại trường học, giúp các bậc cha mẹ trở lại với công việc của mình. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đưa ra cảnh báo rác thải y tế từ đại dịch COVID-19 có thể đạt đến hàng chục ngàn tấn, đe dọa sức khỏe con người và môi trường. Phổ biến trong số này gồm có ống tiêm, lọ vaccine và bộ xét nghiệm đã qua sử dụng. WHO ước tính khoảng 87.000 tấn thiết bị bảo hộ cá nhân PPE được đặt hàng thông qua hệ thống của Liên Hiệp Quốc đã trở thành rác thải. Khoảng 140 triệu bộ kit xét nghiệm có thể tạo thành 2.600 tấn rác thải nhựa. Và ước tính khoảng 8 tỷ liều vaccine toàn cầu đã tạo thành 144.000 tấn rác. Rác thải y tế có nguy cơ khiến nhân viên y tế bị bỏng, bị chấn thương do kim đâm và nhiễm trùng. Một số loại rác thải còn có khả năng khiến dịch bệnh lây lan do virus có thể sống trên các bề mặt. Các cộng đồng gần những bãi rác được quản lý kém có thể bị ảnh hưởng sức khỏe do ô nhiễm không khí từ đốt rác, nguồn nước bị nhiễm khuẩn và các loài sâu bọ mang mầm bệnh. Báo cáo kêu gọi cải cách và đầu tư, trong đó có việc giảm sử dụng thiết bị đóng gói từ nhựa và tăng cường sử dụng các thiết bị làm từ vật liệu có thể được tái sử dụng và tái chế. Thưa quý vị, hôm qua trong ngày đầu tiên của Tết Nhâm Dần, nhiều hoạt động đón năm mới đã diễn ra ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Nhìn chung, quy mô của các sự kiện có phần bị thu hẹp do các hạn chế phòng dịch, nhưng niềm hy vọng về một năm mới bình yên và sung túc thì vẫn luôn tràn đầy. Tại thành phố Đài Bắc thuộc Đài Loan, Trung Quốc, người dân đến chùa Long Sơn được xây dựng vào thế kỷ 18 để cầu mong điều tốt lành cho năm mới. Số lượng người đến đây trong năm nay thấp hơn nhiều so với trước đại dịch. Tại Melbourne, Australia, các vũ công múa lân biểu diễn trên đường phố và diễu hành bên trong khu chợ. Người dân Australia vẫn còn lo ngại về biến thể Omicron, nhưng việc tỷ lệ tiêm chủng gia tăng đã mang đến hy vọng đời sống sẽ trở lại bình thường trong năm mới. Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, khu Usera là tâm điểm của các hoạt động đón Tết âm lịch hàng năm. Năm nay, hội chợ bị hủy do COVID-19, nhưng màn múa lân vẫn được tổ chức. Theo kế hoạch, nơi đây vào cuối tuần sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa mừng năm mới. Dù không rầm rộ quảng bá, nhưng việc phục hồi hoạt động biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật vẫn không ngừng diễn ra. Các nghệ sĩ nỗ lực tập vở mới để phục vụ khán giả dịp Tết. Họ cũng tìm cách tiếp cận khán giả bằng nhiều hình thức khác nhau, kỳ vọng một năm mới khởi sắc hơn. Vở ca kịch xiếc Thượng Thiên Thánh Mẫu của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mở màn đầy hứng khởi ngay đầu tháng 1 năm 2022. Sự kết hợp hài hòa giữa hai bộ môn nghệ thuật đã tạo nên sức cuốn hút của tác phẩm. Là trong cái giai đoạn mà chúng ta vừa phòng chống dịch bệnh, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết tâm, chúng tôi ra mắt được vở diễn với tất cả cái tâm thế của các nghệ sĩ khát khao được cống hiến. Múa rối du xuân với 5K cũng là một chương trình đặc biệt được dàn dựng để phục vụ khán giả nhân dịp Tết Nhâm Dần, đậm màu sắc tươi vui của mùa xuân, nhắc nhở mọi người vui xuân nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Với sự sáng tạo của các nghệ sĩ, nhiều việc chưa có tiền lệ đã được làm thành công như các nhà hát online, nhà hát truyền hình, mang đến liều vaccine tinh thần phục vụ công chúng. Thưa quý vị, năm Nhâm Dần 2022, hổ là con giáp đại diện, tượng trưng cho sự dũng mãnh, uy nghiêm, có khả năng trấn giữ cửa ải ngũ phương theo quan niệm của dân gian. Và hình ảnh ấy được thể hiện rõ qua tượng bức bình phong thờ thần hổ tại ngôi đình lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bức bình phong thờ thần hổ được đặt tại cổng chính của ngôi đình cổ Thông Tây Hội đã gần 400 tuổi. Đình được xây dựng từ năm 1679. Năm 1998, đình Thông Tây Hội được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật, văn hóa, lịch sử quốc gia. Bức bình phong thờ thần hổ cũng gắn liền với giai đoạn lịch sử của đình. Ông hổ là coi như bảo vệ cho dân làng để định cư sinh sống. Thì từ đó, ở cái dân làng nào người ta cũng có một cái ngôi đình. Nếu mà không có ngôi đình thì ta cũng có một cái miếu. Người ta kêu là miếu ông hổ. Thời nhỏ mà mình chơi đùa ở đây thì mình đã thấy ông hổ ở đây sẵn rồi. Chứ mình cũng không có xác định, nhưng mà theo các cụ ở đây nói thì nó cũng có khoảng từ rất lâu rồi. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, đình Thông Tây Hội vẫn còn giữ nguyên vẹn kiến trúc của đình làng phương Nam thế kỷ 19. Ngoài bức bình phong thờ thần hổ, trong đình còn lập miếu thờ năm ông hổ cũng hơn 100 năm. Làm việc cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đồng nghĩa với việc phải xa gia đình trong những ngày năm mới.
Để tạo không khí vui vẻ và gắn bó, các tình nguyện viên và nhân viên Tết Văn Hội đã tự tổ chức làm há cảo cho khách nước ngoài, tạo ấn tượng đẹp trong lòng thực khách. Nhiều nhân viên phục vụ cho Thế vận hội đã dành ngày cuối cùng của năm Tân Sửu để nhào bột và làm nhân há cảo truyền thống của Trung Quốc. Những chiếc há cảo được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, thể hiện tấm lòng mà các nhân viên Thế vận hội muốn dành cho thực khách. Theo truyền thống, chiếc há cảo đưa mọi người tới gần nhau hơn và chúng tôi cũng ăn há cảo trong ngày đầu năm mới. Chiếc há cảo này đại diện cho cả gia đình, vì dù bạn có đi đâu, Tết đến, bạn vẫn phải về nhà, mọi người cùng làm và thưởng thức há cảo. Do đó, món ăn này đại diện cho sự đoàn viên. Tết Nhâm Dần là cái Tết đặc biệt với nhiều người làm việc cho Thế vận hội, bởi họ không được về thăm gia đình. Do đó, làm những chiếc há cảo này cũng là cách để các nhân viên gắn kết với nhau hơn. Đến đây, chương trình 60 giây sáng nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị những ngày đầu xuân bình yên, ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè. Và đừng quên tiếp tục đón xem 60 giây chiều nay với những thông tin luôn được chúng tôi cập nhật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.